chiều 24 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Liên quan đến tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai Hà Nội, bị cáo Lan cho biết đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội, có giá 1 tỷ USD. Trước đó, bị cáo nhờ bạn của mình vay nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu USD để mua. Hiện tòa nhà này có người trả giá 330 triệu USD nhưng nếu bán đi, sau khi trả nợ chỉ còn khoảng 2 tỷ đồng. Bị cáo Lan đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả. Tại phần xét hỏi, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang bào chữa cho một số bị cáo đồng phạm của bà Lan cho biết, đối với tài sản này, có một người bạn của bà Lan tại Mỹ đã liên hệ với luật sư, mong muốn trả khoản vay 250 triệu USD, chưa cổng lãi, tại ngân hàng nước ngoài, và nộp thêm 130 triệu USD để khắc phục cho bị hại. Ban đầu, bà Lan cho biết không thể trả lời ngay và cần phải bàn bạc lại. Sau khi nghe luật sư giải thích không phải mua bán, số tiền 130 triệu USD là vay mượn để khắc phục cho các bị hại, thì bà Lan đã đồng ý và gửi lời cảm ơn tới người bạn này. Đối với dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 ha. Tại phần xét hỏi, bà Lan có mong muốn hy sinh dự án này và bán rẻ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại. Tại tòa, luật sư cho biết người bạn trên của bà Lan có mong muốn nộp thay bà Lan một số tiền nhất định để khắc phục hậu quả, với điều kiện giao cho người này quản lý dự án này. Đối với việc mua bán, chuyển nhượng dự án trên hay không thì sau này hai bên sẽ trao đổi thương lượng với nhau. Đối với yêu cầu này, bà Lan cho biết luôn mong muốn khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án. Chỉ cần người đó có tiền thật và muốn làm dự án còn giá trị bao nhiêu thì tôi không quan tâm. Bà Lan cho rằng chỉ cần người này muốn làm thật, có tiền thật thì sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ trong lúc xa cơ lỡ phận. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát xin tòa được giải thích thêm về lý do dự án 6A đang bị SCB giữ lại. Sau hội đồng xét xử cho rằng cần gửi bằng văn bản cho tòa xem xét. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã gửi lời cảm ơn những người bạn, dù bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn quan tâm tới bà và gia đình. Bà Lan nói người bạn này cứ đi tham khảo giá trên thị trường, nếu được thì thỏa thuận sau. Sau đó, luật sư Huyền Trang chuyển sang phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc Sài Gòn Peninsula, Quốc Hartmann Oliver, tổng giám đốc công ty An Đông và Trương Vy Sân Kinh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty SPG và công ty Sunny World để làm rõ vai trò giúp sức của bà Lan trong vụ án. Trước đó, trong phần trả lời thẩm vấn luật sư của mình, Bà Lan cho biết đồng ý dùng toàn bộ tài sản của cá nhân, gia đình khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bao gồm siêu dự án Amigo ở khu tứ giác vàng Nguyễn Huệ, Bình Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế. Dự án 6A khu Trung Sơn Bình Chánh, tòa nhà 29 Lễ Giai Hà Nội. Tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài, luật sư bảo chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đặt câu hỏi bị cáo có nắm được thực trạng tài chính của ngân hàng SCB trong thời điểm từ cuối năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2018 hay không? Trả lời luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận đã tham gia vào việc tái cơ cấu SCB nhưng khẳng định không nắm rõ tình hình tài chính của ngân hàng này, báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng SCB bị cáo Lan không đọc và cũng không biết đến. Lúc cơ quan điều tra khám xét nhà bị cáo, không có báo cáo nào liên quan đến báo cáo tài chính của ngân hàng SCB. Trương Mỹ Lan cho biết thời điểm đó bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB cùng nguyễn phương hồng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB đã chết, rất khổ sở khó khăn vì ngân hàng SCB liên tục bị thanh tra giám sát. Hai người này than thở với bị cáo Lan nếu không cho mượn công ty phát hành trái phiếu, ngân hàng SCB sụp đổ ngay nên bị cáo cho mượn. Lan dẫn chứng kết luận điều tra giai đoạn 2 của cơ quan điều tra đã thể hiện rõ. Trong 1,5 năm, ngân hàng SCB đã sử dụng chi phí lên tới 61.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sử dụng tiền từ việc phát hành trái phiếu chỉ 11.000 tỷ đồng, tranh lệch tới 50.000 tỷ đồng. Số tiền tranh lệch này được ngân hàng SCB vay từ các cá nhân, tổ chức, bị cáo Lan và bạn bè bị cáo. Trước hội đồng xét xử, Trương Mỹ Lan bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hậu quả vụ án gây ra, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm. Theo Trương Mỹ Lan, mục đích ban đầu là muốn giúp tái cơ cấu ngân hàng SCB, nên bị cáo đã huy động gia đình, bạn bè trong và ngoài nước để có tài sản đưa ngân hàng này vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, bị cáo chỉ đóng tài sản vào ngân hàng SCB để giúp đỡ chứ không tham gia điều hành ngân hàng. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đủ điều kiện để phát hành trái phiếu nhưng không phát hành, không niêm biết gì cả, do bản thân bị cáo không hề biết gì về trái phiếu. Lan rất hối hận vì ngày đó cho ngân hàng SCB mượn công ty An Đông và các công ty khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành các trái phiếu, kéo theo nhiều hệ lụy, gây ảnh hưởng đến hàng trăm người bị hại là các trái chủ vì đã tin tưởng vào uy tín của bị cáo và ngân hàng SCB mà bỏ tiền ra mua trái phiếu. Cũng tại phiên tòa, luật sư đã đặt câu hỏi với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB về việc nhiều người bị hại là các trái chủ cho rằng ngân hàng SCB cố ý lừa dối người mua trái phiếu nhân viên ngân hàng SCB không tư vấn cho khách hàng mua trái phiếu của ai, khách hàng không được biết về việc trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Phó Tấn Hoàng Văn trả lời thông tin về gói trái phiếu được công khai, trái phiếu phát hành riêng lẻ nên không nên biết trên thị trường chứng khoán. Theo Văn, gói trái phiếu được cấu trúc từ trái phiếu 5 năm thành hàng năm, tức từ việc khách hàng mua trái phiếu 5 năm mới nhận được lãi thành nhận lãi hàng năm. Phó Tấn Hoàng Văn cho biết từ năm 2018 đến năm 2020, không có khách hàng nào khiếu nại hoặc phàn nàn về trái phiếu. Nên đã nói nhân viên ngân hàng SCB có hành vi gian dối trong quá trình tư vấn cho khách hàng thì Văn không thể trả lời vì trong thời gian bị cáo làm tổng giám đốc, bị cáo không nghe có trường hợp nào. Khách hàng của ngân hàng SCB có thể cầm tài liệu về nhà để ký hoặc ký ở bất cứ nơi nào rồi đưa lại. Ngân hàng SCB chỉ tư vấn, công ty chứng khoán Tân Việt là người thụ hưởng cuối cùng. Bên cạnh đó, ngân hàng SCB không phải là kênh phân phối duy nhất của chứng khoán Tân Việt mà còn các kênh phân phối khác. Về lý do ngân hàng SCB tư vấn cho khách hàng mua trái phiếu, Phó Tấn Hoàng Văn cho biết do bị cáo muốn đa dạng loại hình, tăng nguồn thu cho ngân hàng SCB trong quá trình tái cơ cấu. Đồng thời, nhu cầu hoạt động của ngân hàng SCB là huy động tiền gửi và hoạt động tín dụng, nhưng có thời điểm ngân hàng không cần huy động tiền gửi quá nhiều. Trong khi khách hàng của ngân hàng SCB mỗi năm một tăng, không sử dụng hết nên ngân hàng SCB muốn giới thiệu cho khách hàng sản phẩm có lợi nhuận tốt hơn trên thị trường. Văn cho biết, rất đau xót về thiệt hại đã gây ra, nhưng mong người bị hại cho thêm thời gian để khắc phục sự việc. Tại phiên tòa, các luật sư cũng tham gia đặt câu hỏi cho các bị cáo thuộc tập đoàn Vạn Tịnh Phát và ngân hàng SCB bị truy tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên lời khai như đã trình bày với hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, trình bày nguyên nhân, động cơ, vai trò và các tình tiết giảm nhẹ để xin giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và các cá nhân khác đứng tên hộ, để nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB, công ty chứng khoán TVSG, qua đó thao túng, chỉ đạo điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSC và Hồ Biểu Phương, phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Sechra phát hành 25 mã trái phiếu khống với 308 triệu trái phiếu. Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, thu về 30.081 tỷ đồng. Sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Ở tội rửa tiền, từ 1 tháng 1 năm 2018 đến 7 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và Đồng Phạm đã chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng. Thông qua tham ô tài sản của ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Đồng Phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả khoản vay của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại ngân hàng SCB, trả nợ giữa các công ty cá nhân trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau, chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Từ 27 tháng 10 năm 2012 đến 7 tháng 10 năm 2012, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này, thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, tổng số tiền 4,5 tỷ USD, tương đương với 106.730 tỷ đồng trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD, tương đương với 35.361 tỷ đồng, nhận về hơn 3 triệu USD, tương đương với 71.368 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn, ngân hàng SCB, Công ty TVSC chọn và sử dụng 4 công ty An Đông, Sanigur, Quang Thuận và Sacha phát hành 25 mã trái phiếu khống, chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.